subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì chia nhà mình đi đây. Rivers and mountains dance beneath me. これはキリト。ケイスキリトだ。キリトくん、あとは私に任せて。雷の呼吸一の型。一戦俺は吾妻善逸だよ。The spirits of my ancestors died.あなたの魂、すごく美味しそうね。何？博士、俺はもう美しいものほど危険なもの。You beings that don't deserve to fight by my side. My bow is ready for whatever lies ahead. Atu kokuk kabasu, atu kokuk kabasun.Shall I compare thee to a summer's day? I can start wars. Demons are born of suffering and evil desires.
Thì giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách dán file cho Android trước nhá. Tại đây, sau khi mà em đã tải file về thì em vào mục download của ứng dụng Zachiever nhá. Thì cái ứng dụng Zachiever này thì em cứ lên CS Play và em tải về thôi. Sau khi vào đây thì em tìm những cái file mà em đã vừa tải này. Thì tại đây thì em tìm đúng cái file mà em muốn giải lén ra. Và anh em có thể sau đó là khi mà tìm được file thì anh em giữ vào cái file đó một lúc thì nó sẽ hiện lên một cái bảng như thế này. Tại đây thì em chỉ cần ấn vào xem thôi nhá. Sau khi mà ấn vào xem thì tại đây nó sẽ hiện ra hai mục, là một mục cho Android và một mục cho iOS. Thì tại đây thì anh em sử dụng cái thiết bị Android thì em chọn cái vào cái thiết bị Android nhá. Anh em giữ một lúc vào cái bảng Android thì nó sẽ hiện một cái bảng có những cái mục như thế này. Thì em cứ chọn vào phần sao chép cho mình nhá. Ấn vào sao chép này thì nó sẽ auto ra ngoài như thế này. Thì em ấn vào phần trên, vào chỗ trên này để chọn vào phần bộ nhớ thiết bị cho mình nhá. Đây chính là cái giao diện của phần bộ nhớ thiết bị. Thì ở phía dưới góc phải thì nó sẽ có một cái nút màu xanh, đó là nút dán nha anh em. Anh em chỉ ấn vào đó này, nó hiện lên cho em cái bảng ghi đẻ tẹp, thì anh em ấn vào áp dụng cho tất cả và click vào phần thay thế là xong nhá. Ok, chúc anh